Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay chúng ta có nhiều tin sốt dẻo về vấn đề Trung Đông. Cho quý vị cũng theo dõi tin tức thế giới trong tuần qua thì thấy rằng ở bên Iraq hôm Chủ nhật có xảy ra một cái vụ gọi là phe Hezbollah khủng bố giết chết một nhân viên dân chính của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Sau đó quân đội Hoa Kỳ đã trả đũa bằng cách những cái cuộc không kích của các loại phi cơ không người lái đã làm chết 29 tên khủng bố Hezbollah và khoảng 30 tên khác bị thương, như là bản tin chúng tôi đã loan trước đây. Rồi sau đó phe khủng bố Hezbollah đã trả đũa, trả thù bằng cách là vận động dân chúng của Iraq, chứ không dám ở bên Iran là vì không có cái tòa đại sứ của Mỹ ở Iran. Và Iran đã kích thích cái bọn khủng bố Hezbollah, hàng ngàn người, nếu không muốn nói là hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình vòng quanh cái vòng đai của tòa đại sứ Mỹ. Quý vị biết rằng là tòa đại sứ Mỹ ở Baghdad là một cái vùng gọi là Green Zone, tức là một cái vùng bất khả xâm phạm, không được tấn công vào cái vòng riêng biệt. Nó rộng đến 110 acres, tức là vào khoảng độ 30 mẫu Tây. Rồi nó dọc theo cái bờ sông Niger, rồi sông Tigre của bên Trung Đông. Và nó có 3-4 lớp tường. Thế thì cái phe Hezbollah khủng bố nó đến biểu tình và tấn công một cái vòng đai phía ngoài cùng. Nó dập phá được cái cổng ra vào, rồi nó đốt những cái khung cửa và nó phá tất cả những cơ sở ở cái vòng an ninh ở phía ngoài cùng. Quân đội Hoa Kỳ thì ở trong bản doanh qua 3 lớp tường. Rồi thấy cái bọn khủng bố này nó muốn tái diễn cái cảnh ở bên Iran vào năm 1979, về vấn đề Jimmy Carter đã gọi là nuông tay áo. Quý vị còn nhớ, chúng ta mở cuộc đời đi xa một chút. Vào năm 79, khi mà Jimmy Carter ra lệnh lật đổ vua Shah của nước Iran, đem một anh chàng khùng điên điên Hồi giáo Khomeini ở bên Paris về để lãnh đạo đất nước, biến đổi một quốc gia quân chủ lập hiến mà đã được Mỹ yểm trợ 30-40 năm trước, trở thành một quốc gia Hồi giáo với cái bọn gọi là khủng bố quá khích. Kết quả trò chơi của Jimmy Carter bị dân Hồi giáo chiếm luôn tòa đại sứ Mỹ, trong đó có hàng trăm nhân viên bắt nhốt hơn một năm, đến lúc năm Tổng thống Ronald Reagan thắng cử, Jimmy Carter bị thất cử. Khi đó Tổng thống Reagan tuyên bố: chỉ còn vài ngày nữa tôi sẽ đăng quang, nếu Iran không trả thả tù binh Mỹ trước giờ tôi đăng quang, Mỹ sẽ đánh Iran. Cha con Iran Hồi giáo sợ quá. Một ngày trước khi Tổng thống Ronald Reagan đăng quang, vào ngày 20 tháng Giêng năm 1980, Iran đã thả hết số tù binh của Mỹ và trả lại tòa đại sứ. Chúng ta cũng nên đi xa đề một tí. Đảng Dân Chủ là một cái đảng hèn nhát, khiếp nhược và làm cho nước Mỹ tan nát. Jimmy Carter làm cho nước Mỹ tan nát về vụ Iran. Rồi cũng Jimmy Carter làm cho nước Mỹ tan nát về cái vụ Tàu Cộng. Rồi cũng chính Jimmy Carter làm cho tan nát cái vụ ở Việt Nam với cái trò chơi của Dân Chủ. Mặc dù sau này là của Kissinger chỉ có thi hành theo lệnh.
giống như cái vụ Tàu Cộng. Liên Hiệp Quốc được lập ra từ năm 1947-1948 với 5 quốc gia chính: Tàu, Mỹ, Anh, Pháp và Liên Xô. Nhưng mà Đảng Dân Chủ đã hất Tàu Quốc gia, đưa Tàu Cộng sản vào để làm ăn và để kiếm tiền. Cho nên ông Tưởng Giới Thạch là cái người đầu tiên nằm trong 5 người lãnh tụ Tàu là do Tưởng Giới Thạch, Mỹ là do Franklin Roosevelt, Anh là do Churchill, Woodrow Churchill, thủ tướng của nước Anh, Pháp là do Charles de Gaulle, Mỹ, Nga là do Stalin. Nhưng mà sau này Đảng Dân Chủ hất Tưởng Giới Thạch ra, đưa Mao Trạch Đông vào, làm cho cả thế giới khinh bỉ. Cho nên sau đó hất Việt Nam Cộng Hòa cũng làm điều do Đảng Dân Chủ, do những tên như là John Kerry, do những tên như là Jerry Brown, do những tên như là những cái Đảng Dân Chủ nó cúp viện trợ. Và ông Thiệu lấy cái cớ đó bỏ Cao Nguyên. Cho nên Đảng Dân Chủ đi đến đâu là làm cho nước Mỹ bị khinh rẻ. Sau khi Jimmy Carter đã thắng cử Tổng thống, qua bên Mỹ, Mỹ còn chửi nó bảo Yankee go home, những cái tên Mỹ cút về nước. Mà Mỹ là một quốc gia nghèo. Thế thì trở lại vấn đề, ông Ronald Reagan lên ngôi Tổng thống, Iran thả hết những người Mỹ. Đến bây giờ, cha con Obama làm cho thế giới khinh nước Mỹ. Cho nên Iran đã bắt Mỹ phải đưa lại 150 tỷ đô la. Iran đã bắt Mỹ 9 người lính phải quỳ xin lỗi, trong khi họ không có tội gì hết. Cho nên chúng ta gọi lại nhòi nhòi là như vậy. Một cái tên bất tài, vô tướng, bất hạnh, da đen, làm loạn nước Mỹ. Những điều tôi nói là dựa trên sự kiện lịch sử. Donald Trump thì không. Donald Trump khi mà nghe Iran cho cái bọn Hezbollah khủng bố tấn công tòa đại sứ Mỹ, mặc dù mới có là hàng rào bên ngoài cùng, vào ngày thứ ba vừa rồi. Rồi sau đó cái bọn khủng bố này đóng lều, đóng trại ở phía ngoài của hàng rào của tòa đại sứ Mỹ đêm thứ ba. Tức thì Tổng thống Donald Trump đã lên thông cáo đe dọa Iran. Ông kêu đích danh cái trò chơi khủng bố này là của thằng Iran, và Iran sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với vấn đề phá tòa đại sứ Mỹ. Song song vấn đề cảnh cáo Iran, mặc dù câu chuyện xảy ra ở bên Baghdad, ngay thủ đô của Iraq, để quý vị thấy Donald Trump là một vị tổng thống rất sáng suốt. Ông ta không lên án Iraq, ông ta chỉ khinh Iraq thôi. Tại sao tôi lại bảo ông Donald Trump khinh Iraq? Là vì Iraq là một quốc gia thối nát, tham nhũng và năm chia năm xẻ bảy, y như là những các quốc gia nghèo đói ở Á Châu trước kia, ở Đông Dương trước kia. Tham nhũng từ trên xuống dưới, mua quan bán tước, bán cả gạo cho Cộng sản, bán cả vũ khí cho Việt Cộng. Cho nên Mỹ nó khinh, nó bỏ cái Hiệp định Ba Lê, nó không cần phải biết đồng bào Việt Nam nghĩ đến đâu, nó kiếm một mình với thằng Tàu. Thì bây giờ Donald Trump cũng khinh cái thằng Iraq, y như vậy. Bởi vậy ông không có lên tiếng kết án Iraq, mà ông biết rằng cái này là Iraq thông đồng với Iran. Tại sao có chuyện đó? Là vì quý vị thấy những cái người biểu tình Hezbollah, cảnh sát của Iraq, an ninh của Iraq đứng nhìn mà không có phản ứng. Cho nên Donald Trump cảnh cáo mọi việc do Iran phải lãnh trách nhiệm.
đồng thời ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Mark Hesper tăng cường 5.000 quân đã có sẵn, bây giờ tăng cường thêm hàng ngàn quân của sư đoàn 82 kỵ binh Hoa Kỳ, tức tốc lên tàu bay bay qua bên Iran. Mặc dầu ông đã ra lệnh cho 1.100 lính thủy quân lục chiến ở bên Kuwait bay qua đáp xuống ngay ở trong tòa đại sứ để bảo vệ an ninh, cộng thêm với 5.000 lính. Quý vị thấy chưa? Ông nói là ông làm, và đồng thời ra lệnh thêm sư đoàn 82 kỵ binh Hoa Kỳ lên phi cơ bay qua bên tòa đại sứ của Iraq. Sau khi thấy ông làm dữ quá, cha con Iran sợ, bàn với Iraq thôi mình rút lui. Cho nên hàng ngàn tên biểu tình Hezbollah đã rút ra khỏi tòa đại sứ và tháo luôn cả lều, không còn dám cắm trại. Và nói một câu vú đuôi, chúng tôi sẽ đưa vấn đề này ra quốc hội của Iraq, nếu Mỹ không rút quân chúng tôi sẽ có trở lại. Quý vị thấy không? Đấy là cái lối ăn nói ăn cướp của cái bọn cộng sản. Thì cái câu chuyện khủng bố này của một quốc gia hèn mạn này làm cho chúng ta thấy tại sao thế giới người ta bài trừ Hồi giáo, giống như là thế giới người ta bài trừ cộng sản xã hội chủ nghĩa. Quý vị thấy cả thế giới bây giờ, Liên Xô, cộng sản cũ đẻ ra cộng sản thế giới là vì sao? Là vì nước Pháp. Quý vị nhớ nước Pháp năm 1789 có một cuộc cách mạng Pháp phá cuộc Bastille, giết luôn vua Louis XIV, giết cả Marie Antoinette. Bởi vì cái chế độ phong kiến thực dân nó làm cho người dân Pháp quá khổ. Từ đó dân Liên Xô Cộng sản các Marx Engels lợi dụng cái sự phẫn uất của đồng bào đối với giai cấp quý tộc, tiêu diệt Nga hoàng của nước Nga và làm cuộc cách mạng từ năm 1910 rồi đến năm 1917 công khai xuất hiện cộng sản. Nhưng mà rồi kể từ đó quý vị thấy cộng sản xuống dần. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn tới vấn đề thế giới phỉ nhổ cộng sản, đang dồn con chó điên cộng sản vào góc tường để họ đập chết trong phần thứ hai. Xin cảm ơn quý vị.